Giá vàng hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2024 giảm mạnh 700.000 đồng lượng chiều mua vào, chiều bán ra chỉ giảm nhẹ ngày vía thần tài. Người dân đổ xô đi mua vàng cầu may khiến chênh lệch giá mua, bán lên tới 3 triệu đồng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Đầu giờ sáng ngày 19 tháng 2, giá vàng 9.999 của SJC giảm 700.000 đồng lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua. Chốt phiên ngày 17 tháng 2, giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh là 76,1 triệu đồng lượng mua vào và 78,6 triệu đồng lượng bán ra. SJC Hà Nội niêm yết ở mức 76,1 triệu đồng lượng mua vào và 78,62 triệu đồng lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết vàng miếng SJC ở mức 76,05 triệu đồng lượng mua vào và 78,55 triệu đồng lượng bán ra. Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 76,1 triệu đồng mỗi lượng, bán ra ở mức 78,6 triệu đồng lượng. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay, ngày 19 tháng 2 được niêm yết ở mức 24.310 đồng USD mua vào và 24.680 đồng USD bán ra. Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay ngày 19 tháng 2 được áp dụng theo mức giá của phiên điều hành chiều ngày 15 tháng 2. Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được Liên Bộ Tài chính, Công Thương điều chỉnh tăng, trong đó giá xăng RON 95 tăng mạnh, lên sát mốc 24.000 đồng lít. Cụ thể, giá xăng E5 tăng lên 22.830 đồng lít, giá xăng RON 95 tăng lên mức 23.910 đồng lít. Giá dầu diesel được nâng lên 21.360 đồng lít, giá bán lẻ dầu hỏa tăng lên 21.220 đồng lít. Trên thị trường lúa gạo thì theo cập nhật, giá lúa Đài Thơm 8 ở mức 9.300 đến 9.500 đồng mỗi kg, lúa Om 18 ở mức 9.200 đến 9.400 đồng mỗi kg, lúa Om 5.451 ở mức 9.200 đến 9.400 đồng mỗi kg, nàng Hoa 9 duy trì ổn định ở mức 9.400 đến 9.600 đồng mỗi kg, lúa Om 380 dao động quanh mốc 8.600 đến 8.800 đồng kg. Tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu Om 18, Đài Thơm 8 ở mức 13.500 đến 13.700 đồng mỗi kg, gạo nguyên liệu Om 5.451 dao động quanh mức 13.000 đến 13.200 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.